Xin chào các bạn. Hôm nay, Việt Nam Book sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn sách Trịnh Công Sơn, Tôi là ai, là ai? Tôi là ai, gồm những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhiều thể loại, hồi ức, tản văn, tùy bút, truyện ngắn và thơ, phần lớn chưa công bố trong các tập sách đã xuất bản. Là ai, gồm những bài viết dưới dạng kỷ niệm, hồi ức, cảm tưởng, nghiên cứu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những ca khúc của ông. Phần lớn đã được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ trước và sau ngày ông mất, của các tác giả là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, họa sĩ, ở trong và ngoài nước. Mỗi người dưới góc nhìn riêng đã bày tỏ tình cảm, suy tư và nhận thức của mình về cuộc đời và những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi hy vọng bạn đọc sẽ cảm nhận được qua cuốn sách Trịnh Công Sơn, Tôi là ai, những thông tin và nhiều điều hữu ích về cuộc đời và sự nghiệp của người nhạc sĩ tài hoa mà chúng ta vô cùng yêu quý. Trịnh Công Sơn Tôi là ai, khúc tình ca của tâm hồn bất tử. Trịnh Công Sơn Tôi là ai gồm những bài viết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhiều thể loại như tản văn, tùy bút, truyện ngắn và thơ. Tuy không ủy mị, da diết, như thư tình gửi một người nhưng cuốn sách là lời tâm sự chân thành của một trái tim chưa bao giờ ngừng khao khát đối với cuộc sống. Trịnh Công Sơn Tôi là ai chất chứa những nỗi nhớ tình yêu không tên. Ông là một người luôn có nỗi niềm khao khát vô hạn với tình yêu, không chỉ đối với mẹ, với mọi người xung quanh mà còn với giai nhân mà cả đời này tưởng chừng sẽ không quên được. Nếu Ngô Thụy Miên đã yêu và đã mơ chẳng sao đưa đến bên người, thì Trịnh Công Sơn lại xem tình yêu như chất men từ cõi chết ù lì để làm nên cây cối xanh tươi, như không gian chết thường trực giữa hai kẻ đối diện. Để rồi đã có hơn một lần như thế, con người ấy trở về từ cơn mộng tình yêu làm cho chính bản thân ông phải rầu rĩ, buồn bã và men theo những cảm xúc trước nay chưa từng có mà viết ra những ca khúc như Cánh Bướm Bay Đi Khắp Chốn Nhân Gian. Tình yêu luôn là khát khao muôn đời của nhân loại, bởi yêu con người mới trở nên đẹp đẽ hơn. Chúng ta vẫn thường nghe chuyện tình giữa Giao Ánh và Trịnh Công Sơn, đó là thuở của hàng trăm bức thư viết tay tràn ngập nỗi nhớ để, rồi sau này nó không chỉ có trong thư tình gửi một người mà còn được lượm nhặt vào. Đối với Trịnh thì lời gọi vào tình yêu chính là lời vô vọng, những thiết tha tìm đến tình yêu là những chớp lóe của biển vào cơn giông. Con người ấy ngàn năm vẫn thế, vẫn mang nỗi buồn của một trái tim già nua qua bao thời đại. Cuốn sách đã làm sống lại những ký ức về đời và người. Trịnh Công Sơn là người của quá khứ, hay nhớ mong và cũng nhiều tâm tư. Ông vẫn bên đời hưu quạnh, vẫn gặp và liên lạc với những người bạn cũ, hàng ngày vẫn sáng tác nhạc, vẫn cùng Khánh Ly đi đây đi đó. Bởi thế nên ta vẫn thường nói, Khánh Ly hát nhạc Trịnh mới nổi cũng như nhạc của Trịnh vì có Khánh Ly mới được đông đảo công chúng biết đến. Rồi cũng có những ngày cuối đông, không biết là hôm nào nhưng mỗi sáng thức dậy ở tuổi 30, tóc vẫn còn xanh và yêu đời tha thiết lắm nhưng nước mắt của Trịnh lại tuôn như mưa với nỗi nhớ về quê hương. Tôi nhớ mùa đông ở Huế. Chính Huế cho tôi hơi thở. Cả ký ức về Bùi Giáng nữa, khi hai con người ấy ở cạnh nhau, họ luôn tìm được nỗi trăn trở về những nỗi niềm nhân sinh và cái vô thường của ý niệm giác ngộ về đời. Bùi Giáng nhớ Kim Cương như Trịnh Công Sơn nhớ Giao Ánh, cứ mãi nặng trong lòng mấy mối tương tư. Tha thiết với người là chưa đủ, Trịnh còn tha thiết với cuộc đời vô hạn. Như trong những băng nhạc ca khúc Da Vàng, Hát cho những người ở lại, Kinh Việt Nam hay Hát cho quê hương Việt Nam đều có tiếng nói thoát ra từ một trái tim vô cùng nhạy cảm. Dù đời sống có làm tan vỡ, có làm chìm những mơ ước của một đời người thì trong trái tim bầm dập của tôi, những tháng ngày cũ vẫn là một điểm son, là một bám víu cuối cùng và duy nhất. Trịnh Công Sơn viết cho những tháng ngày là nỗi hân hoan của đám đông chờ mong được hồi sinh, để mọi căn nhà Việt Nam có thể mở rộng cửa đón sớm mai hòa bình và để tiếng hát được cất lên nuôi lớn ước mơ. Bởi lẽ Kinh Việt Nam được viết trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, nên ông đã dành cho đất nước những trang viết với ước muốn tìm lại quê hương bằng sức sống mãnh liệt, để được nghe 31 triệu tiếng hò reo trong cùng một phút hân hoan, để con sông, dòng suối, núi rừng và mặt đất cằn khô được thở lại điều hòa. Tác phẩm khép lại với những bài thơ mà nhân gian đã viết về người, ở đó có lời ca vang lên để tri ân và tưởng nhớ đến một trái tim chưa bao giờ ngừng đập. Tuy nhiên dưới một góc nhìn khác, phần 2 của Trịnh Công Sơn Tôi là ai vẫn gặp nhiều phản ánh từ độc giả, bởi lẽ cuốn sách chiếm nhiều phân tích học thuật khiến cho ca khúc hay chính con người của nhạc sĩ bị bóc tách rõ ràng. Cuốn sách là trang viết của chính cố nhạc sĩ về gia đình, quê hương, bạn bè và những thứ xung quanh ông. Đó là câu chuyện bên lề bài hát hay nỗi băn khoăn về cuộc đời của người thơ ca. Dù thế nào đi nữa thì Trịnh Công Sơn Tôi là ai vẫn để lại một dấu ấn riêng trong lòng độc giả nói chung và những người đặc biệt yêu mến Trịnh Công Sơn nói riêng. Nó giúp chúng ta hiểu hơn cuộc đời của cố nhạc sĩ cũng như là nhớ đến một con người luôn sống mãi với thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe review sách của Việt Nam Book. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.